đang cho nước vào ao để chuẩn bị cá sấu. Người làm cái ao này để thả cá sấu các bạn. Mới có đòn. Rồi bắt đầu lâm thâm mưa. Đây một bạn. Bạn này cho cá sấu ra trôi. À, tức là gì? Rất là nhiều gà. Nào ta, chạy rồi chạy rồi. À, rất là nhiều gà nhé các bác, không muốn ăn gà rất là nhiều. Đấy. Riêng gà thì khỏi phải nói luôn. Đây là một cái nhà vườn rất là nhiều.